Dạ vâng, chào mừng quý vị và các bác yêu âm thanh, yêu ca nhạc khắp mọi miền Tổ quốc đã quay trở lại với Cốc Cốc Audio chúng em. Ở trên màn hình của quý vị và các bác đây thì đây chính là cặp loa JBL Passer 12 hàng bãi Mỹ xịn. Và cặp này thì vì sao lại được nhiều bác tin dùng sử dụng và được các bác đánh giá cao như vậy? Vâng, cặp loa này thì thứ nhất là hàng bãi Mỹ xịn, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ hai nữa là dòng loa này thì chúng ta có thể chơi với cái công suất cực kỳ là lớn. Đấy. Và cái thứ ba nữa là giá thành của cặp loa này thì cực kỳ là rẻ. Đấy. Và thứ tư thì dòng loa này là dòng loa đa năng. Chúng ta có thể chơi tất cả các thể loại nhạc. Đấy, rồi là chúng ta karaoke, chúng ta xem phim và nó tái tạo lại âm thanh cực kỳ là tốt. Đấy, đối với cặp loa JBL Passer 12 này, tái tạo âm thanh cực kỳ là tốt. Đấy. Vâng. Cặp loa này thì hiện tại là bên em đang để cho quý vị và các bác giá chỉ có 5.800.000 đồng mà thôi. Đấy, một cặp loa đa năng và được mệnh danh quý vị và các bác chúng ta gọi cho cái biệt danh là vua loa nằm karaoke gia đình. Đấy. Vâng, cặp loa này thì phía trước của nó đây là cái căng thép không dỉ, và khi mà chúng ta mở nhạc lớn hay là chúng ta hát karaoke hay là chúng ta xem phim rồi là chúng ta chơi những bản nhạc mạnh thì cái căng sắt, cái căng thép không dỉ này đấy, nó không phải là những cái căng sắt ngày xưa rồi là nó kêu lọc cọc. Đấy. Ở đây thì nó sẽ không bao giờ có tiếng phát ra tiếng kêu như vậy. Và ở phía bên ngoài thì được bao quanh, được điểm tô màu vàng gold rất là nổi bật. Đấy. Cặp loa này thì chúng ta vừa trưng bày được nữa các bạn nhé. Đấy. Và toàn bộ thùng loa thì là màu đen của sự khỏe khoắn và mạnh mẽ. Đấy. Vâng, một bát 30, hai trúng và hai chép. Có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng âm thanh, nghe nhạc, ca hát của quý vị và các bác ở trong những gian phòng từ 45 đến 50 mét vuông đổ lại. Đấy. Và cặp loa này thì tiếng bass của nó rất là mạnh. Tiếng bass của nó cực kỳ là mạnh quý vị nhé. Đấy. Nếu mà chúng ta chơi 40 đến 50 mét vuông mà chúng ta không thực sự thích quá nhiều bát thì chúng ta cũng không cần là phải thêm trầm nữa các bạn nhé. Bởi vì cặp loa này nó đã rất là mạnh rồi. Đấy. Vâng, bây giờ em sẽ test thử một đoạn nhạc và em sẽ hát test thử một đoạn karaoke để quý vị và các bác chúng ta cùng cảm nhận về dòng vua loa nằm karaoke gia đình này quý vị nhé. Đấy. Đảm bảo với lại quý vị và các bác là 99,9% các bác là nghe nhạc xong cái đôi loa này và chúng ta trải nghiệm ở bên ngoài xong thì 99% các bác là muốn mua ngay cặp loa này. Đấy. Ơi,
dừng đây thôi. Dạ vâng, quý vị và các bác chúng ta có thể nghe thấy tiếng bát đúng không ạ? Tiếng bát rất là chắc tròn và sâu tiếng. Còn ông chép thì nảy tanh tách luôn. Đấy. Lời ca, tiếng hát của ca sĩ thì tròn vành rõ chữ. Đấy. Vâng, bây giờ em thử test một bài karaoke. Quý vị và các bác chúng ta cùng nghe thử và chúng ta cùng tham khảo các bác nhé. Rất là ngọt ngào và tròn vành rõ chữ. Đấy, khi mà chúng ta hát lên thì rất là tròn vành rõ chữ, thoát tiếng, thoáng tiếng. Đấy. Giá chỉ có 5.800.000 đồng đã bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. Các bác yêu mến ủng hộ Cấp Cấp Audio chúng em, hoặc là các bác chúng ta đang muốn tham khảo cặp loa này thì các bác liên hệ về một trong hai số điện thoại trên tấm biển giúp em. Và cả hai số điện thoại đó thì bên em đều có cả Zalo các bác nhé. Vâng, bây giờ em xin phép em được khép lại video tại đây. Các bác đừng quên ấn đăng ký kênh, ấn chuông để nhận những video và những thông báo mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em các bác nhé. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bác ạ.